Nếu mình nói với bạn rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi, bạn sẽ không bao giờ thay đổi từ giờ cho tới hết khoảng thời gian mà bạn có. Bạn sẽ không đẹp hơn, ở nhà bạn sẽ không to hơn, xe bạn sẽ không đẹp hơn, bạn sẽ không thành công hơn bây giờ, thậm chí công việc của bạn á, nó không bao giờ thành công, thì bạn sẽ làm gì đây? Thậm chí trong tương lai có thể là mọi việc sẽ diễn biến theo chiều hướng ngược lại so với những cái định hướng, so với những kế hoạch, những cái ước mơ mà bạn có. Thì bạn làm gì bây giờ đây? Bạn sẽ thất vọng đúng không? Nhưng có một điều khác, đó là bạn sẽ ngưng trong đợi. Bạn sẽ dừng việc chờ đợi vào một tương lai mơ hồ nào đó mà bạn nghĩ bạn cho là bạn sẽ vui hơn, bạn sẽ đẹp hơn, bạn sẽ thành công hơn trong tương lai, để được sống cuộc sống như bạn mong muốn, hoặc là để là chính bạn đó. Tâm trạng chờ đợi là giống như một trò chơi đuổi bắt vậy đó. Bạn sẽ cần 5 phút nữa, bạn sẽ cần 15 phút nữa, bạn sẽ cần ngày mai, bạn sẽ cần 1 tháng nữa, hoặc là 10 năm nữa, không có gì khác nhau. Tâm trí chờ đợi có nghĩa là nó cần thời gian, nó cần ở một nơi nào đó khác, nó cần ở một thời gian, địa điểm nào đó khác, chứ mãi mãi không phải là bây giờ, để bạn có thể là chính người mà bạn mong muốn, hoặc là chính người mà bạn là. Mong là bạn hiểu được những cái điều mà mình chia sẻ. Có nghĩa là bây giờ thì chưa có được, chưa có được, bạn cần 15 phút nữa sau khi cái cuộc họp này bắt đầu thì bạn mới yên lòng. Hoặc là đang họp thì bạn lại nghĩ là sau khi họp xong, khi mà mọi kế hoạch được vạch ra nè, bạn có định hướng nè, bạn biết làm gì tiếp theo nè, bạn có câu trả lời cho câu hỏi của bạn nè, bạn chờ người khác thực hiện một điều gì đó chẳng hạn, ví dụ như đang đợi người yêu, cũng y chang vậy thôi, đang đợi ai đó, cũng là một tâm trí tương tự thôi. Và thường thì mình sẽ chờ đợi trong một cái tâm thế không được thoải mái, luôn luôn như vậy, không được thoải mái, và nó sẽ cứ treo cho mình một cái giống như một cái bánh ở đằng xa, và mình nghĩ là mình đi tới đó, khi mà mình gặp được người mình muốn gặp thì ok, tới đó sẽ xong, tới đó sẽ thoải mái, yên vui. Nhưng mà khi gặp rồi thì sao? Thì nó sẽ có những việc khiến mình tưởng là mình vui, mình tưởng là mình hoàn thành rồi, nhưng mà không, nó sẽ thảy cho mình tiếp tục, nó sẽ thảy cho mình những cái miếng bánh 5-10 năm nữa. Không có gì khác nhau, không có gì khác nhau. Một điều mà có lẽ mình và các bạn khi mà mới có lẽ mình thôi chứ các bạn thì chưa biết, đó là những cái công việc đầu tiên của mình có thể là mình không thích đâu, có thể là mình không thích và mình còn chống đối cái điều đó nữa, tức là có thể chống đối sếp của mình, có thể chống đối những cái tác vụ mình cần phải làm, và mong là cái tác vụ đó sẽ xong. Có thể mong là mình đổi được sếp mới đi, thì mình sẽ làm việc hứng khởi hơn, tự do hơn, vân vân, bất kỳ một cái điều kiện nào đó, cho dù có điều kiện nhỏ tới chừng nào nha. Hoặc là mình đợi tới khi mình đổi việc thì lúc đó mình sẽ được sống theo những cái mà mình mong muốn, là tự do, là thoải mái nè, yêu đời, sẽ không có cảm giác không được là mình như thế nào đấy, mà chính mình vẫn dường như là cứ đợi và không trả lời được nơi đó là nơi nào, đến khi nào, nhất định là khi nào, nơi nào, không trả lời được. Vậy mà hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, mình vẫn đi theo, mình vẫn nhặt từng miếng bánh lên và mình chấp nhận, nó thảy cho mình một cái là, một cái điều kiện là một tháng nữa cái sự kiện này sẽ hoàn thành, và lúc đó mình sẽ vui, mình sẽ được ca ngợi, được khen ngợi, và mình được một cái vinh dự nào đấy. Ok, rồi mình sẽ cố gắng làm việc. Nhưng mà tới lúc đó thì sao? Mình ăn mừng đúng được vài phút,
mọi người có chúc mừng, có vỗ tay cho mình thì sao? Cũng là được vài giây đó. Và sau đó tiếp tục mình lại đi tìm, mà thực chất không biết tìm gì. Nếu như mà có thể trong cái kế hoạch của mình á, là đợi một năm sau mình chuyển việc thì mình sẽ vui hơn, mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ cống hiến được thực chất bản chất những cái tài năng của mình đi. Thì không lẽ từ giờ đến giây phút đó thì mình cứ mãi trông đợi, mình cứ mãi ngóng và mình cảm giác không tự do? Không lẽ mỗi ngày, 365 ngày trong một năm tới cứ mãi như vậy sao? Đúng không? Và nó sẽ không tha cho mình. Nó sẽ không tha cho mình. Và vì có quá nhiều công việc cho nên mình sẽ cứ bị kéo đi. À thôi, thôi cứ làm thôi, chứ không lẽ không làm, đúng không? Mình đưa ví dụ tượng hình thôi, chứ không nhất thiết phải là đang đợi công việc, đang đợi thay đổi công việc, đang đợi một ai đó đến, đang đợi bạn bè đến, đang đợi người yêu đến. Mình không nói riêng về bất kỳ điều gì, nhưng mà mình cũng nói về tất cả luôn. Nói về sự chờ đợi của tâm trí của mình đó. Mình nói dài quá, nhưng mà thực sự thì mình đang nói về điều gì? Thực sự mình đang nói là bất kỳ cái cảm giác nào mà bạn đang hướng đến, những cái mục đích nào mà bạn đang hướng đến và bạn đang trông đợi á, cho dù đó là gì, đó là cảm giác được trọn vẹn nè, cảm giác được là chính mình nè, cảm giác được cống hiến chẳng hạn, cảm giác được tự do, ngủ ngon, không lo lắng, thoải mái, yêu đời, trọn vẹn, tận hưởng, vân vân. Bất kỳ cái cảm giác gì mà bạn đang cảm thấy mình còn thiếu thiếu á, và mình, bạn đang đặt cho nó một cái mốc là 5-10 năm sau, 1 tháng sau, không biết, ok, tùy. Nhưng mà mình đang nói với bạn là gì? Nó không có thật. Nó chính xác là một lời nói dối. Nói dối có nghĩa là bây giờ mình đang cảm giác là mình chưa hoàn thành một cái gì đó, mình chưa có toại nguyện một điều gì đó trong mình. Và mình nghĩ là sau khi mình đạt được một cấp bậc gì đấy, mình nghĩ mình sẽ toại nguyện. Nhưng không, lúc đó mình vẫn sẽ không toại nguyện, nhưng ở một cấp độ khác, một vị trí khác mà thôi. Nó không phụ thuộc vào điều kiện. Nó không phải là điều kiện. Mình ví dụ nha, Khi mà mình nhận được một giải thưởng đi, thì mình cảm giác rất là vui sướng. Và mình được tung hô, mình được tặng quà, mình được tặng hoa, mọi người nhắc tới mình, mọi người khen mình, mình cảm thấy rất là vui, hào hứng. Và mình sẽ nghĩ là cảm nhận này nè, nó là do cái việc mà đạt được cái mục đích của mình đề ra ban đầu á, mà nó cho mình cái sự tuyệt vời này. Mình sẽ ngộ nhận ngay cái khúc đó, mình sẽ ngộ nhận và mình chụp ngay cái khoảnh khắc đó. Mình nghĩ là vì điều này nè, vì người này nè, đấy, mà nó cho mình cảm giác trọn vẹn, thoải mái, tận hưởng, vân vân. Đấy. Nhưng mà đó chỉ là tâm trí của mình nó đang bám và nó đang chụp lấy bất kỳ thứ gì mà nó vơ xung quanh và nó nghĩ là đem lại cho nó cảm giác hoàn thành này nè. Nhưng mà không. Bởi vì tiếp tục á, mình sẽ đi tìm tiếp. Cái này nó, vì nó đem lại cho mình niềm vui này, cho nên mình sẽ tiếp tục làm điều này, tiếp tục cố gắng. Nhưng mà mỗi lần như vậy á, nó có thật sự là vì điều đó không? Hay là nó ở trong đây? Không có nghĩa là mình sẽ không làm nha. Mình thật sự rất là tôn trọng công việc của mình. Mọi người làm việc chăm chỉ, mình rất là tôn trọng và mình biết ơn điều đấy, mình cũng tận hưởng điều đấy. Nhưng mà tâm trí của mình đó, nó sẽ không cho mình được làm một cách 100%, không bao giờ cho mình được
làm trong một cái tâm thế thoải mái mà nó sẽ chờ đợi vào kết quả. Có thể là mình thôi, có thể bạn cũng có lúc này lúc kia thôi, có thể bạn không, mình không biết. Và như vậy đấy, mình cứ vừa làm vừa trông đợi kết quả, vừa làm và vừa chờ. Nó mệt quá, nó mệt quá. Nhưng mà hai điều này thực sự khác biệt nha. Có nghĩa là có thể làm không được không? Không cần chờ đợi, không cần trông mong được không? Có làm thì mình cứ làm thôi. Mà mình, nếu khi mà mình tách ra được cái sự chờ đợi mà, cái sự trông mong này á, cái sự cảm giác là mình sẽ được vui sướng, nếu như tách ra đấy thì mình lại càng làm sáng suốt hơn chứ, đúng không? Bởi vì lúc này mình đâu còn làm phiền bởi những cái tác động của, cho dù ví dụ như lỡ cái kế hoạch này nó không được theo mong muốn thì sao, không lẽ tới lúc đó mình sẽ buồn, đúng không? Bởi vì mình đâu biết trước được, là mình mong đợi thôi. Đây là cái mong đợi nè, mình đang mong đợi thôi, chứ mình đâu biết là nó sẽ tốt hơn hay là nó sẽ đi theo chiều hướng ngược lại đâu. Cho nên cái này là ảo, cái này là ảo. Thực tế có thể nó đi đâu khác, mình không biết, có thể tuyệt vời hơn, mình không biết được. Đấy, cho nên mình, những cái gì mình làm thì mình thật sự có cần vừa làm và vừa mong đợi không? Không biết có cách nào giải thích khác hơn, có thể dễ hiểu hơn. Bởi vì khi mình đợi đến một giai đoạn nào đó, ok, gia đình mình ổn thỏa, công việc mình ổn thỏa, và mình có thời gian đi đây đi đó, mình đi du lịch nhiều hơn, mình có trải nghiệm nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ tuyệt vời hơn. Đấy, mình sẽ nghĩ như vậy đúng không? Và khi mình đạt đến cái mức đó rồi, sẽ có 1 tỷ thứ khác, có 1 tỷ điều kiện khác bày ra trước mắt, và mình lại cảm thấy là à, mình sẽ tuyệt vời hơn ở cái lúc đấy kia. Luôn luôn là chưa được vào lúc này, luôn luôn là còn cái gì đó hỏng hóc ở lúc này, và mình cần phải hoàn thiện bản thân, mình cần phải cố gắng. Mình cũng như các bạn á, đã nghe khoảng 1001 lần rồi. Nếu như mà các bạn không muốn nghe khúc này thì có thể bịt tai lại. Đó là đừng có chờ đợi nữa. Đó là gì? Đó là hãy làm những gì bạn yêu thích ngay bây giờ đi. Đừng chờ nữa, đừng trông mong nữa, đừng có phụ thuộc vào điều kiện ở bên ngoài nữa, đúng không? Có phải đúng 1001 lần không? Và mình không muốn hiểu, và mình cũng không muốn hiểu những điều này, những cái câu này, cho dù là một diễn giả lớn nào đấy đã nói như vậy, nó được viết trong một cuốn sách rất nổi tiếng, nhưng mình không muốn hiểu, nhưng mình không muốn hiểu. Vậy thì sao? Những cái lời ấy nó không giúp gì được cho mình mấy, không biết các bạn vì sao nha. Nhưng mà nó không có giúp gì được cho mình mấy. Mà đối với mình á, thì mình đã chờ đợi đủ rồi. Tức là mình đã chờ đợi để được tận hưởng quá đủ rồi, mà mình không muốn chờ nữa. Mình cảm giác là mình không có đủ kiên nhẫn để mà chờ đến lúc đấy nữa. Ok, các bạn sẽ có thể hiểu theo nhiều cách. Nhưng mà mình đang muốn nói là, mình đang muốn nói là có thể nào mình tự cho mình được cảm giác ấy, bất kỳ cảm giác nào mà bạn yêu thích và bạn mong muốn nha. Có thể là sự thảnh thơi nè, có thể là sự an toàn. Đấy. Có thể nào mình cảm thấy thảnh thơi ngay bây giờ và mọi lúc hay không? Mình sẽ sống, mình sẽ yêu, mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ vui vẻ, mình sẽ tận hưởng ngay bây giờ. Cho dù bất kỳ điều gì đang xảy ra thì mình có cần lo lắm để mà làm chi không? Mình cứ làm, mình cứ tận hưởng ngay phút này có được không? Và mấu chốt ở đây ấy, là sự tự cho phép bản thân mình. À, cái này là một ý lớn quá, làm sao mình có thể
làm sao mình có thể nói ra được hoàn thành nha. Nhưng mà kệ đi, cái điều mình đang muốn nói ở đây á là sự tự cho phép bản thân mình được cảm nhận những điều đấy, được vui sướng tột độ, được hạnh phúc tột độ, được tự do hoàn toàn ngay lúc này. Không có cần gì 5, 10 năm nữa, không có cần gì 15 phút nữa. Không phải là không cần mà theo nghĩa bất cần nha, có nghĩa là mình không làm nữa hay là mình không chờ người này nữa mình bỏ về, không phải. Mà đó là mình hoàn toàn làm và chỉ chú tâm vào làm những điều mình cần phải làm thôi. Bỏ qua cái mong đợi đi. Đó là sự tự do đối với mình. Đó là sự tự do tối thượng dành cho mình. Và mình biết là mình chỉ có thể tự cho bản thân được thôi, không ai cho bạn được hết. Nói về luật hấp dẫn một chút xíu nha. Có nhiều bạn sẽ nghĩ là tại sao nó đúng với người kia nhưng mà nó không có work với mình. Thì đó là gì? Giả sử bạn nói là bạn muốn đổi việc, thì luật hấp dẫn ở đây nó chỉ nghe đúng hai chữ thôi. Là gì? Bạn là chủ thể nè, tiếp theo là muốn nè. Đấy, bạn muốn có nghĩa là gì? Tất cả những gì bạn bỏ vào phía sau nó thực sự không có quan trọng lắm. Bạn muốn có nghĩa là người này đang đặt mình trong vai trò là cầu xin, có nghĩa là người này đang không có, người này đang đặt mình trong cái thực tại là thiếu và ước ao. Thì luật hấp dẫn ở đây là gì? Cái rung động hiện tại của bạn, bạn từ một cái thực tại là đang không có và đang thiếu để mà cầu xin, để mà ước ao, để mà cố gắng. Thì luật hấp dẫn sẽ là gì? Cho bạn những thứ bạn đang là. Có nghĩa là gì? Tiếp tục là sự thiếu, tiếp tục là sự trông đợi, tiếp tục là sự chưa tự do, tiếp tục là sự mong cầu đạt được. Và nó sẽ cứ như vậy, nó đến với bạn. Và không thể nói vì sao mà mình muốn, thật sự rất muốn, nhưng nhiều khi nó không được. Vậy thì sao? Đối với mình á, thì mình luôn luôn ý thức là mình đang đặt mình ở trong cái thực tại như thế nào. Vậy thì câu nói của mình, ví dụ như là tôi muốn đi, cho phép bản thân được tự do ngay lúc này, cho phép bản thân được thành công ngay lúc này, cho phép bản thân được hạnh phúc ngay lúc này. Đó là luật hấp dẫn đó. Còn gì nữa đúng không? Không có mâu thuẫn khi mà một người doanh nhân hoặc là một người nổi tiếng nào đấy nói với bạn là hãy cứ giả vờ như bạn có điều đó rồi, hãy cứ giả vờ như là bạn đã hoàn thành rồi, hãy cứ giả vờ như một người thành công. Có nghĩa là bắt chước đó đúng không? Có thể hiểu nghĩa như vậy hả? Khó nói quá. Có nghĩa là trong giây phút này, hãy là thứ mà bạn muốn, hãy là điều mà bạn muốn. Không đặt mình vào một cái vị trí mong cầu, bởi vì bạn sẽ tiếp tục mong cầu. Nó sẽ thảy cho bạn nhiều cơ hội hơn nữa để tiếp tục được mong cầu. Nó sẽ nghĩ rằng bạn thích sự mong cầu, bạn thích ham muốn. Nếu như mà bạn thích, ok, cho tiếp tục được ước ao, tiếp tục được chờ đợi, tiếp tục được bất kỳ điều gì. Vậy thì bạn không thu hút những điều bạn muốn, mà bạn thu hút những điều bạn đang là, bạn đang rung động. Ok, và nó tất cả chỉ là gì? Cho phép bản thân được tận hưởng điều đấy. Ngay bây giờ. Không biết là các bạn có hiểu được cái điều mình đang chia sẻ không? Môi trường hay là mọi cái điều kiện xung quanh đó, nó sẽ dần dần thay đổi, bởi vì nó cần thời gian. Vật chất nó cần thời gian. Vậy thì nó có thể cần năm, cần tháng, cần ngày, nhưng mà sự thay đổi ở bên trong mình là nó diễn ra trong tức khắc. Tức khắc có nghĩa là khi bạn quyết định,
và cái tùy thuộc vào việc cái quyết định của bạn nó mạnh mẽ như thế nào. Bạn đổi hướng một cái rẹt đấy thì tương tật những cái rung động ở trong bạn nè, nó thay đổi đấy. Vậy thì sự thay đổi đầu tiên và chính yếu nó nằm ở trong bạn, nó nằm ở quyết định của bạn, cái ý định của bạn đấy, chứ không phải là nó thay đổi từ phía bên ngoài. Cho dù thay đổi nhiều cấp bậc hơn thì bạn cũng sẽ đau khổ tương tự như vậy, nhưng ở những cấp độ khác nhau mà thôi. Và có thể là dần dần dùng cái tuệ của mình đó, dùng cái sự sáng suốt của mình đó, để nhìn xem là mình đang tự đặt mình ở cái vai trò như thế nào, vai trò là người cầu xin hay vai trò là người chủ. Đấy. Và cái vai trò đấy mình đang đóng thì sẽ tiếp tục được đóng, tiếp tục được đóng cái vai đấy. Đây là hai cái nền rất là khác nhau, đây là hai nền rất là khác nhau. Và khi mà mình được cho phép bản thân mình được sống là mình á, là chính mình á, không phải bắt chước theo ai hết á, thì nó sẽ mang một cái điều gì đó rất là độc đáo, một cái điều gì đó nó riêng của bạn, và nó sẽ rất là thu hút, nó rất là cuốn hút. Ngoài ra bạn cũng sẽ tự nhiên thông minh bất chợt, bạn sẽ có những cái ý tưởng mới lạ bất chợt, bởi vì lúc này bạn không có mong đợi gì, tâm trí bạn không có lao xao và không có lo lắng. Khi mà mọi cái đó nó được lắng xuống một chút thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy bạn sáng suốt và nhẹ nhàng, có một điều gì đó chưa hề xảy ra trước đây. Bạn sẽ làm mọi việc một cách hào hứng hơn, chứ không phải theo chiều ngược lại nha. Hào hứng hơn, mạnh mẽ hơn, quyết định của bạn sẽ có sức nặng hơn, và đồng thời cái tâm hồn của bạn cũng rất là nhẹ nhàng. Và người ta nói là go with the flow, tiếng Việt là trôi theo dòng chảy, không biết, rất là nhẹ nhàng và có sự hết mình ở đó, chứ không phân mảnh ra, không chia sẻ ra, một bên thì cố gắng làm, một bên thì cố gắng lo lắng và cố gắng mong đợi, cố gắng điều khiển và cố gắng thao túng mọi điều sao cho nó đúng ý của mình nhất có thể. Chỉ có một điều lệch đi thôi là bắt đầu bên này nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì 100% năng lượng của mình đã bị chia qua đây rồi. Tức là cố gắng kiểm soát bao nhiêu thì nhiều khi nó không như ý nguyện của mình.